nam thanh niên tử vong sau khi rời đám cưới về nhà. Ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một thanh niên tử vong, nghi do tai nạn giao thông. Danh tính nạn nhân được xác định là LNB, sinh năm 1993, trú thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ cùng ngày 2 tháng 11, người dân địa phương phát hiện một thi thể một thanh niên nằm bên đường ở thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, Gio Linh. Bên cạnh có xe máy biển kiểm soát 74C107113 liền trình báo lên cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gio Linh cùng Công an xã Gio Mỹ và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp để điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Giang và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Theo trưởng thôn Bắc Sơn, sau khi bố mất vì bạo bệnh, B trở thành lao động chính và nuôi mẹ già. Gần một tháng nay, B về quê thăm mẹ sau khi thất nghiệp ở miền Nam. Vào tối ngày 1 tháng 11, B đi dự một đám cưới ở xã Trung Giang. Đến khoảng 23 giờ, trên đường lái xe trở về nhà thì B gặp nạn, nghi do tai nạn giao thông. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.